Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đến với chương trình học Phật pháp online. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta tiếp tục học về lịch sử của Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Thưa đại chúng, hôm thứ năm vừa qua thì chúng ta học tới cái mùa An Cư Kiết Hạ thứ 29. Và chúng ta mới nói có một chút thôi thì đã bị đứt internet, cho nên chúng ta phải ngưng nửa chừng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học lại để chúng ta thấy được cái tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn đã từ bi để mà hóa độ cho những đệ tử của mình như thế nào. Đây là vào mùa An Cư Kiết Hạ thứ 29 ở tại Kỳ Viên. Đức Phật đã thể hiện cái lòng từ bi của mình đối với những vị khất sĩ, đệ tử non kém. Đó là có những vị khất sĩ mới đi vào trong tự viện để tu và chưa có chứng quả. Thì những vị này đã muốn rời khỏi cái đời sống phạm hạnh của một người tu trở về với thế tục. Có vị thì 3 lần, có vị thì 6 lần, và đều được Đức Phật cho xuất gia trở lại để mà nhập chúng tu học trở lại. Nhưng mà điều này chúng ta thấy ở trong cái văn hóa của thiền môn á, thì đối với lại một người tăng, tức là một người nam á, thì cái công việc của sự tu tập này á, đi ra đi vào này á, thì có thể cho được 6 lần, cho được 7 lần. Nhưng đối với lại các vị nữ, tức là những vị nữ tu đó ở trong nhà Phật đó thì rất là khó. Bởi vì nếu như mà chúng ta đi ra đời rồi, sống đời sống của thế tục, mà mình có con, và sau đó thì chúng ta phải làm trách nhiệm và bổn phận của một người mẹ, lo cho con đó cho đến khi 18 tuổi, thì lúc bấy giờ chí ít thì chúng ta cũng đã là gần 40 tuổi rồi. Và cái thời gian đó mình bước vô trong chùa trở lại, rồi tu tập trở lại, học hỏi trở lại, thì nó đã quá là muộn màng rồi đối với lại cái thời gian mà chúng ta sống tạp nhiễm những cái chuyện ở ngoài thế tục. Cho nên đối với một người nữ đó, thì sau khi mà đã quyết tâm đi tu rồi đó, thì chỉ giữ trọn vẹn cái niệm tu đó thôi. Mà một khi đã bước ra đời thì có nghĩa là đã rất hiếm và rất ít có cái cơ hội để mà có thể trở về lại được lắm. Còn đối với lại người tăng, tức là người nam đi tu đó, thì dù gì cái cơ hội mà trở vào rồi đi ra nó cũng có được cái yếu tố của sự thay đổi này dễ dàng hơn. Tuy nhiên nói như vậy không thể là cổ súy cho một cái tinh thần là không có chịu quyết liệt, quyết tâm để mà đi tu. Mà nếu mà ai đã ra rồi đó, trở vào lại đó, thì chỉ có 1 2 lần thôi, chứ tới mà lỡ lần thứ 3 thứ 4 thì cái này coi như là hiếm lắm rồi đó. Và rất là hiếm khi mà được tới lần thứ 6 thứ 7. Cho nên ở đây chúng ta nói là Đức Phật đã mở rộng cái vòng tay của mình để cho những vị khất sĩ mà họ vì cái đời sống của mình chưa có thể nào gột rửa được hết tất cả những căn bản kiết sử phiền não, trở về với đời sống của thế gian
Nhưng mà sau đó họ thấy cái đời sống thế gian nó vẫn không có cái gì là an lạc, không có cái gì là hạnh phúc, không có cái gì là tốt đẹp hơn cái đời sống của sự xuất gia, và họ lại từ bỏ để trở về lại cái đời sống xuất gia, thì Đức Phật đều chấp nhận hết cả. Hoặc là có những vị tối dạ, cho nên là học mỗi một cái sự quán chiếu 16 cái phép quán niệm hơi thở, nhưng mà cũng không có nhớ, thì Đức Phật cũng vẫn tiếp tục vỗ về để khuyến khích. Lúc bấy giờ tại Tinh Xá Kỳ Viên có một thầy tên là Hadali, có cái khuyết điểm đó là khi nào mà ăn cơm á, thì cái vị này cũng đứng dậy hết, đứng dậy hết chỗ này đi tới chỗ kia ngồi. Phật đã nhiều lần nhắc nhở nhưng mà vị này không có chuyển hóa mà cứ quên miết thôi. Ở trong nhà Phật thì chúng ta biết đó là khi mà đã ngồi xuống ăn rồi á, là phải chánh niệm tỉnh giác ăn xong rồi á, thì chúng ta còn phải đợi cho đại chúng nữa, chứ không phải là mình ăn xong trước rồi mình đứng dậy trước. Và khi ăn á, là không được là nhanh quá và không được chậm quá. Nếu mà nhanh quá đó thì mình ngồi đó mình chờ đại chúng, còn nếu như mình ăn chậm quá thì đại chúng phải chờ mình. Cho nên là sống ở trong chúng là phải tùng chúng. Chúng thức thì mình phải thức, chúng ngủ thì mình phải đi ngủ, chứ không có được làm động, làm ồn. Chúng tụng kinh thì mình đi tụng kinh, chứ không phải là chúng tụng kinh rồi mình ở dưới, rồi sau đó rồi mình lên mình tụng kinh để mình khua mỏ, khua chuông, thì cái điều đó là không có đúng. Cho nên ở trong chúng á, là lúc nào cũng vậy, phải tùng chúng, tức là cùng với chúng để cho hòa chúng. Mà cái điều này ở trong nhà Phật á, thì ở trong cái thiền môn thì chúng ta thấy rất là kỹ. Đối với lại các vị nam nữ cư sĩ Phật tử thì đôi khi là quý thầy ngại không có nói, nhưng mà thật sự đó là khi mà chúng ta tụng kinh chẳng hạn, phải hòa với chúng. Hòa với chúng có nghĩa là sao? Cái âm điệu cao thì mình cao, âm điệu thấp thì mình thấp, chứ không phải là vị thầy đó bắt cái âm điệu thấp thì mình lại tụng cao hơn, hay là vị thầy đó bắt cái âm điệu cao thì mình lại tụng thấp lè tè. Mình theo cái giọng của mình, mà mình phải theo cái hơi, cái giọng của đại chúng. Thứ nữa đó là chúng ta không phải ỷ là cái thanh quản của mình nó to rồi chúng ta phát ra âm thanh nó to, nó lấn lướt hết tất cả đại chúng, thì cái điều đó là không nên. Khi mà một vị thầy dẫn lễ hay là một vị nào đó là chủ lễ thì cái âm thanh của họ phải là cái âm thanh to nhất, lớn nhất để cho mọi người nghe. Còn mình hòa theo đó thì mình phải biết là ví dụ bây giờ khi mà vị đó bắt lên một câu thì chúng ta phải là đợi cho vài ba chữ đầu rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới theo. Chứ không phải là mình biết là ồ tới chú vãng sanh thì vị đó vừa đọc là vừa bắt cái chữ đầu tiên là chúng ta lại nhảy vô chúng ta đọc liền, thì cái đó không có đúng. Mình phải đợi 5-7 chữ rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta bắt theo. Người đó bắt cao thì mình theo cao, bắt thấp thì mình theo thấp. Và luôn luôn dẫu cho mình có cái hơi thiệt là to, nhưng mà chúng ta cũng không thể to hơn cái hơi của đại chúng, to hơn cái tiếng của đại chúng được. Mà mình phải biết giữ cho cái limit của mình, tức là mọi cái sự sinh hoạt đều phải đúng, đều phải theo đại chúng hết. Khi chúng lại thì mình lại, khi chúng ngồi thì mình ngồi, khi chúng đứng thì mình đứng. Mình không có được làm trái, không có được làm quấy. Khi mọi người họ ngồi thì mình lại là quỳ. Ví dụ như tới cái lúc mà phục nguyện đi, vị chủ lễ họ ngồi thì tất cả chúng ta cùng ngồi hết. Nếu mà vị chủ lễ họ quỳ thì mình đều phải quỳ lên hết. Ví dụ như vậy, để chúng ta thấy được cái sự nhiếp chúng, cái sự đều ở trong chúng, nó không có bị lõi chõi. Thế thì ở nơi đây, trong cái lúc mà ngồi ăn thì vị này á, dặn bao nhiêu lần, nhưng mà cứ hễ ăn xong rồi á, là cầm bát đứng dậy đi tới chỗ khác để mà ngồi chỗ khác ăn tiếp. Ví dụ như vậy, thì cái đó đó phải patient lắm, phải chịu khó lắm để mà uốn nắn một cái kiểu, một cái mẫu của một cái con người như vậy. Và thật sự là khi mà sống ở trong chúng á, ở trong chùa có cái câu là con năm cha bảy mẹ. Thật sự là chúng ta anh em ở trong trong nhà của mình á, chỉ có một cha một mẹ thôi, mà đứa tính thế này, đứa tính thế kia, còn khó mà giáo dục, khó mà nói nó nghe lời. Huống chi là bây giờ đi vào ở trong chùa, năm cha bảy mẹ các miền khác nhau,
xuất phát từ những cái nền gốc văn hóa khác nhau, rồi tính tình của mỗi người mỗi khác nhau, kiểu cách của mỗi người mỗi khác nhau, thì bây giờ làm sao để mà có thể thu nhiếp hết tất cả, thống lãnh hết tất cả những cái sự khác nhau đó để đưa vào cho một cái khuôn phép, để từ đó mà có thể hành hoạt được, để mà có thể xây dựng và uốn nắn được. Cho nên ở trong chùa là nó có nội quy, nó có thiền ngôn quy củ. Để làm chi vậy? Để tất cả dẫu cho mọi cái sự khác biệt của những con sông hồ thì đều vào ở trong cái biển Phật Pháp rồi thì đều phải giống nhau, không có sự thiên lệch. Không phải thiên lệch đây là đệ tử ruột hay là đây là đệ tử ở chỗ khác gửi tới. Nếu mà thiên lệch như vậy thì khó có thể nào mà giáo dục được hết. Cho nên tất cả đều phải lấy một cái tâm bình đẳng của một vị thầy trụ trì ra mà hướng dẫn, mà nhiếp chúng. Và tất cả những vị lãnh chúng ở trong một cái tu viện, một ngôi chùa cũng đều phải lấy cái tâm đó ra để mà nhiếp hóa tất cả các vị. Nếu mà chúng ta có một chùa, mà chùa đó là chùa gia đình hay là mẹ con hay là chỉ có những người trong thân tộc thôi, thì bây giờ những cái vị khác tới ở đó thì mình phải có cái thái độ như thế nào để chúng ta đối xử mà không có mang bất cứ một cái sự thiên lệch nào hết. Thì cái này là cái rất là khó. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy là ở trong cái đại chúng của Đức Thế Tôn này á, thì có những người trong hoàng tộc, có những người là con, có những người là em của Đức Phật luôn. Cho nên là phải đưa một cái tâm hết sức là bình đẳng giữa tất cả các vị đệ tử đó để mà giáo hóa. Cho nên rất là có khuôn phép. Có những điều mà đôi khi Đức Phật phải quở, phải trách và thường xuyên nhắc trước đại chúng để mà cho các vị đó thay đổi lấy chính mình. Và bản thân của Đức Thế Tôn, Ngài cũng có đầy đủ tất cả những cái kiên nhẫn như vậy. Một hôm Đức Phật dạy này các thầy, một cá nhân ở trong tăng đoàn, dù có những cái khuyết điểm trầm trọng như thế nào, thì tâm của người ấy vẫn còn một ít cái hạt giống, tức là hạt giống tốt á, niềm tin của chánh pháp và tình thương nhân loại. Chúng ta nên cư xử như thế nào với vị ấy cho những cái hạt giống lành còn lại đó đủ cái cơ duyên để mà nảy mầm, không nên để cho những hạt giống ấy hoàn toàn bị tiêu diệt. Qua cái lời dạy của Đức Thế Tôn chúng ta thấy rất là hay á. Ngài nói là bây giờ ở trong tâm của mỗi người đều có những cái hạt giống lành thiện hết. Làm thế nào mà chúng ta tìm kiếm ở trong lòng của họ những cái hạt giống lành thiện đó, để mà chúng ta tạo cơ hội cho cái hạt giống lành thiện đó ở trong lòng của người kia nó phát triển, chứ đừng có để cho nó thôi chột cái đó đi. Và mình đừng có tạo cái cơ hội để mà chèn ép hoặc là làm cho cái hạt giống tốt của người kia nó không có cơ hội để nảy mầm. Mà chúng ta hãy tìm kiếm trong người đó. Bất cứ một người nào ở trong cuộc sống này cũng đều có những cái cơ hội để mà chuyển hóa lấy chính mình. Ngay cả vị sát nhân vô não, là một người giết người, là một người đi tàn sát cả ngàn người như vậy, giết cả ngàn người như vậy, nhưng mà cũng tu tập, cũng có thể chuyển hóa và cũng đạt thành thánh quả, đều có thể chứng đạo được. Như thế thì chẳng lẽ chúng ta trong cuộc sống này, quý vị dẫu cho quý vị có ác đi nữa thì đâu có tới nỗi giết người. Quý vị ác là cắt cổ gà là cùng, câu cá là cùng, thọt huyết heo là cùng, chứ quý vị đâu có giết ai đâu. Vậy mà tại sao chúng ta lại không có tự tin là mình có thể chứng được đạo, hoặc là chúng ta không có tự tin là mình có thể có cái khả năng có thể chuyển hóa chính bản thân của mình? Mình đâu có ác tới mức độ là giết tới trăm người đâu. Ấy thế mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ là mình không có cái khả năng thì chúng ta sẽ thật sự không có khả năng. Còn nếu mà mình có khả năng, mình nghĩ là mình có khả năng và mình cố gắng để mà thực hiện được cái khả năng của mình, thì phải nói là đó là cái hạt giống mà chúng ta cố gắng tìm kiếm và đưa cái hạt giống đó
để vào cái chỗ đúng nơi, chăm bẩm cho nó một cách cẩn trọng, thì hạt giống đó nó sẽ nảy mầm. Cho nên ở nơi đây, bất cứ một người nào thì trong tâm của người ấy nó cũng có một ít cái hạt giống niềm tin nơi chánh pháp. Đặc biệt là khi họ đi vào chùa họ tu rồi thì chắc chắn là có niềm tin chánh pháp. Đặc biệt là quý vị khi đến chùa có niềm tin nơi Phật pháp, quý vị mới tới thắp một cây nhang. Dẫu là có những lúc các vị tới hoặc là những người Phật tử tới, người này ghét người kia, điều đó có chứ phải không? Nhưng chắc chắn một điều, nếu mà các vị không có niềm tin nơi Phật pháp, không có niềm tin nơi tự viện, không có niềm tin nơi quý thầy, quý sư cô, thì các vị đã không tới chùa làm gì rồi. Còn nếu quý vị tới thì chắc chắn rằng đâu đó trong tâm hồn của cái người đó đã có những hạt giống lành thiện. Như thế thì những cái bất đồng ý kiến, những cái mà chúng ta không bằng lòng với nhau ở chỗ nọ chỗ kia ở cuộc sống đó, mà khi đã bước vào ở trong nơi tự viện này rồi thì chúng ta nên bỏ tất cả những cái đó ở ngoài và tìm kiếm trong nhau những cái tốt nhất, những cái đẹp nhất, những cái hạt giống lành thiện nhất để mà vun bồi cho nhau ở nơi cái trú xứ mà thể hiện chứa đựng của không vô tướng vô tác đó, của từ bi, của hỷ xả, của trí tuệ đó. Cho nên khi mà chúng ta đến với nhau trong một cái ngôi chùa, một cái tự viện rồi, thì chắc chắn một điều là cái hạt giống thiện ai cũng có. Quan trọng là chúng ta có nhìn nhau ra được cái hạt giống thiện đó không không mà thôi. Cho nên ở nơi đây Đức Phật chỉ dạy một cái câu rất là nhẹ nhàng như thế. Ai cũng có một ít cái hạt giống và cái tình thương hết. Và chúng ta hãy cố gắng tạo cái cơ hội để cho cái hạt giống lành đó nó có cơ duyên mà nó nảy nở. Không nên để cho những hạt giống đó nó hoàn toàn bị tiêu diệt. Ví dụ như có một cái người kia vì bất hạnh mà họ mù đi một con mắt, và thế là toàn bộ cái thân tộc của họ, những người thân của họ và của người ấy cố nhiên sẽ tìm cách giúp đỡ và bảo vệ cái con mắt còn lại kia của họ. Chắc chắn là như thế. Họ biết rằng nếu cái con mắt kia mà mù nữa thì người ấy sẽ rất là khốn khổ. Cũng như vậy, vì vậy các thầy hãy giúp đỡ và bảo vệ những hạt giống lành còn lại ở nơi những cái đồng đạo của mình, đối xử với họ tử tế và dễ thương đối với những người ấy. Ở nơi đây chúng ta thấy á, Phật tử tới chùa đó thì 9 người 10 ý, mỗi người một kiểu khác nhau, hành hoặc mỗi người một kiểu khác nhau, người thì tánh này, kẻ thì tánh kia. Nhưng mà khi mà tới chùa để cho có thể dung hòa mà làm việc được thì đôi khi quý thầy lại không có dám nói nặng nói nhẹ. Và khi mà quý thầy nói một cách nhẹ nhàng đó thì đôi khi cái người Phật tử đó ỷ công, ỷ lao, ỷ thế nọ, ỷ thế kia, ỷ tiền, ỷ bạc cũng có nữa. Rồi sanh ra cái tâm là khinh khi hoặc là miệt thị những người khác. Thì xin thưa các vị là ở nơi đây chúng ta học Phật pháp, chúng ta nói ra những điều như vậy để mà nếu như trong lòng của mình có một chút nào của cặn bã, tham sân si, mạn nghi, thân kiến, điên kiến vân vân của cái đời sống thế tục, thì chúng ta cố gắng chuyển hóa dùm chút để cho khi mà chúng ta sinh hoạt ở trong một cái không gian của tự viện á, thì quý thầy, quý sư cô cũng đỡ khổ. Phải thật là như vậy, đỡ khổ lắm. Đôi khi mọi người nói chứ quý thầy, quý sư cô trụ trì đó là làm dâu trăm họ. Nhưng mà thật ra không phải làm dâu trăm họ đâu. Chẳng qua là thương quý vị cho nên là muốn tiếp độ, muốn để cho quý vị có một cái niềm tin nơi Phật pháp và cố gắng từ từ đi chùa nhiều hơn, làm công quả nhiều hơn, bòn mót cái phước của mình nhiều hơn, để mà dần dần gột rửa bớt đi cái đời sống của thế tục. Tình thương á, nó sẽ phủ lấp hết tất cả những cái sự sai biệt. Còn nếu như bây giờ mà hất hủi quý vị nữa thì lấy cái chỗ nào để mà quý vị có thể về nương tựa, để rồi quý vị có thể chuyển hóa được thân tâm của mình. Cho nên ở nơi đây chúng ta không phải nói là quý thầy nhu nhược hay là quý sư cô không dám la rầy. Thật ra thương mới la, và thương mới có thể xây dựng được những người nam nữ cư sĩ Phật tử mà thuần hậu. Cho nên chúng ta thấy đó, cái tình thương này đối với lại quý thầy, quý sư cô
để mà dẫn dắt những người Phật tử đồng đạo của mình á. Đây là cái điều rất là chân thật, cho nên quý vị nghe cái yếu tố này rồi đó thì từ nay về sau chúng ta ứng xử ở trong cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, tạo cơ hội cho người khác phát triển cái tốt cái đẹp của họ nhiều hơn. Cũng ở tại Kỳ Viên có một vị cư sĩ trẻ, sau khi nghe Phật thuyết pháp thì phát tâm dũng mãnh xuất gia. Anh ta được hai vị sư trưởng và giáo thọ truyền dạy về các cái giới. Đây là tiểu giới, đây là trung giới, đây là đại giới, đây là giới hộ trì giới bổn, đây là giới hộ trì các căn, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Đồ đạc thế này, đồ đạc thế kia. Vị này mới suy nghĩ trong lòng là quá nhiều, nhiều giới quá, không có thể giữ, không có thể nhớ hết được. Và nếu mà như vậy thì làm sao có thể thanh tịnh được? Và đã không giữ giới được thì xuất gia có ích gì? Cho nên là thôi, đừng có xuất gia nữa, bây giờ trở về đời sống của thế tục, trở về cư sĩ tại gia ở nhà để mà nuôi dưỡng vợ con rồi làm cái việc phước thiện thôi, chứ đi tu khó quá. Nhất đi tu, nhì ở tù, thức khuya dậy sớm học kinh, học luật, học luận. Rồi tự mình rèn luyện đủ thứ kiểu hết, cách ăn, cách nói, cách đứng, cách ngồi, cách nằm, vân vân. Mà tứ sự oai nghi, mọi thứ đều phải học hết, rồi phải thưa, phải trình như thế này, như thế khác. Rồi nói cái kiểu của trong chùa, phải học ngôn, học từ, vân vân. Cho nên vị này khó quá, thôi đi về. Vậy là các cái vị sư trưởng và giáo thọ này dẫn anh ta tới trình với Phật. Đức Phật mới bảo là này tỳ kheo, ông đã quyết chí xuất gia, vậy ông có thể giữ được ba giới hay không? Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà ba giới thì con giữ được. Tốt lắm, vậy từ nay ông chỉ cần dõng mãnh tinh tiến giữ gìn ba giới thân, miệng và ý thôi. Thế thì Đức Thế Tôn đã quyền bày cái phương tiện, thay vì là một vị tỳ kheo phải 250 giới, nhưng mà Đức Thế Tôn bây giờ chỉ dạy cho cái vị này cũng làm tỳ kheo nhưng mà thôi giữ ba giới được rồi. Xin thưa các vị, là một vị xuất gia mà còn như vậy thì huống gì các vị là một người nam nữ cư sĩ tại gia, khi mà các vị đến chùa để trở thành đệ tử của Phật, phát tâm thọ trì năm giới. Nhưng mà có người họ nói chứ dạ thưa thầy, con thấy cái giới này khó quá, con giữ không có được. Chỉ vì một giới không giữ được mà quý vị đã bỏ mất cái cơ hội thọ trì bốn giới còn lại. Có vị nói chứ trong này có hai giới con giữ không được. Vậy thì lý do vì sao chúng ta bỏ mất đi cơ hội thọ trì ba giới còn lại? Chắc gì các vị đã thọ trì năm giới mà giữ đầy đủ trong sạch thanh tịnh hết cả năm giới. Các vị thấy không? Trong khi đó giữ giới nào thì giải thoát giới đó. Giữ giới không trộm cắp thì các vị không bị người ta chặt tay, không bị bắt đi ở tù. Vậy thôi. Tức là các vị giữ được cái giới uống rượu thì mình không có say, mình không có xỉn, mình không có mất giống trí tuệ. Như vậy thì giữ giới nào là tốt cho mình giới đó. Giữ giới có nghĩa là đừng có vi phạm những cái này mà tổn hại. Như thế thì đâu có nghĩa rằng chúng ta bắt buộc phải giữ cho đầy đủ năm giới. Giữ một giới cũng tốt, giữ hai giới cũng tốt, giữ ba giới cũng tốt, giữ bốn giới cũng tốt, giữ năm giới thì càng tốt. Và khi quý vị phát tâm để trở thành đệ tử của Phật, quý thầy truyền giới có hỏi quý vị là như chư Phật suốt đời giữ cái giới đó, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, thì các vị có giữ được cái giới không sát hại chúng sanh không? Nếu được thì các vị nói thưa là được, còn nếu không được thì nói con sẽ cố gắng thôi, rồi từ từ tập. Hôm nay không được, ngày mai không được, ngày mốt không được, năm này không được, năm tới không được, nhưng mà có thể là một ngày nào đó, một ngày nào đó ở trong cuộc sống của mình chúng ta sẽ giữ được. Cho nên ở nơi đây chúng ta phát tâm giữ giới để thực tập con đường của thánh hạnh. Ban đầu đó thì cái thánh của mình đó, nó chỉ có 5% mà, còn lại là 95% là phàm phu tục tử. Nhưng mà dần dần rồi chúng ta nâng cái phẩm thánh hạnh lên.
giống như là một ly nước trong và một ly nước đục vậy đó. Chúng ta đổ bớt cái nước đục đi thì nó còn chỗ để chúng ta đổ nước trong vào. Thì cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cứ đổ miếng nước này đi rồi cứ đổ pha miếng nước trong vào, rồi từ 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 thì cái nước đục này nó trở thành trong thôi. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn đã quyền bày phương tiện nói với vị này rằng ông có giữ được ba giới không? Vị nói dạ ba giới thì dễ dàng con giữ được. Vậy thì ông cứ hãy giữ ba giới, đó là thân, miệng, ý. Nhưng mà suy ra cho cùng thì có giới nào mà đi ra khỏi thân, miệng và ý đâu? Ba cái thân, miệng, ý thôi. Thân không làm việc ác, việc bất thiện. Miệng không bao giờ nói lời thô ác, bất thiện. Ý không bao giờ nghĩ tới điều ác, nghĩ tới điều bất thiện. Hãy tinh tấn, chớ có hoàn tục. Ông chỉ cần giữ ba giới này thôi. Như vậy thì chúng ta bây giờ mình có thể quên hết đi tất cả những cái điều mà chúng ta học, những cái giới pháp mà chúng ta thọ luôn. Chỉ cần mình giữ được thân, miệng, ý của mình trong sạch thanh tịnh thôi là đủ rồi. Ba phương diện, thân, miệng và ý. Thân á, thì bất sát, bất đạo, bất dâm. Miệng á, thì không nói lời nói dối, không nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói điều hung ác. Ý thì không tham, không sân, không si. Vậy là hết. Tất cả mọi cái nguồn pháp an lạc của chúng ta, mọi điều đều hướng tới đó, đều quy về đó. Như thể là cái nón á, mà chúng ta để ngửa ra đó. Ở trên này thì có thể là nó rộng như vậy, nhưng mà cuối cùng nó chụm lại á, là chỉ có cái núm ở phía dưới vậy đó. Thế thì ở đây cái núm ở phía dưới đó chính là thân, miệng, ý đó. Từ đó mà bủa ra tất cả mọi pháp, mọi kiểu để mà giúp cho chúng ta giữ gìn và thực hiện tốt nhất trên ba phương diện thân, miệng và ý. Làm gì, ở đâu, tương tác với ai, chúng ta cũng lấy thân, miệng, ý này ra để mà chúng ta sử dụng hết. Vị tỳ kheo trẻ tuổi này rất là hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật rồi theo hai vị sư trưởng này về, trở về trú xứ, tinh tấn giữ gìn ba cái giới thân, miệng, ý và phát triển thiền quán, ít lâu sau thì đắc quả A-la-hán. Như vậy đó thì nội cái thân, miệng, ý này không thôi, mà nếu mà chúng ta giữ gìn cho nó được thanh tịnh, trong sạch thì mình cũng có thể đắc được bậc thánh. Chứ đâu có phải là gì mà cần phải mơ tưởng tới thế giới này hay là mơ tưởng tới thế giới kia cao sang đâu. Đức Phật lúc nào cũng từ bi, diệu hòa, nhưng có lúc Ngài cũng rất là nghiêm khắc. Một hôm Đức Phật nói chuyện với một người huấn luyện ngựa, Phật hỏi nè, này Kesi, ông điều phục ngựa như thế nào? Xin nói cho chúng tôi nghe với. Bạch Đức Thế Tôn, có nhiều loại ngựa, có loại thì dễ dạy, chỉ cần dùng biện pháp ngọt ngào, có loại thì khó trị hơn, phải dùng biện pháp, không dùng cái biện pháp đó được, mà phải dùng biện pháp mạnh. Có loại thì rất là khó dạy, chỉ có thể dùng cái biện pháp mạnh nhất đó. Vậy thì khi gặp cái loại ngựa mà nó chứng lên á, ba cái biện pháp đó đều là vô hiệu thì ông làm thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy thì buộc lòng con phải hạ sát nó, tức là phải giết nó thôi chứ không có cách nào khác. Tức là đối với lại một người giữ ngựa, một người huấn luyện ngựa, thì cái tâm của họ là chỉ đem cái tâm mà nhiếp phục thôi. Bắt buộc là phải nhiếp phục cho được, nếu không nhiếp phục được thì không sử dụng nữa, bằng cách triệt hạ nó. Ở trong đời sống này chúng ta cũng dễ thấy cái điều này. Một khi mà chúng ta không sử dụng được, đặc biệt là những người có quyền có thế, khi mà họ đã không sử dụng được những người cấp dưới của họ đó, thì đôi khi là họ dùng tới cái biện pháp thủ đoạn này, đó là hạ sát, là giết. Thế thì ở đây cái người mà huấn luyện ngựa này cũng tương tự như vậy. Tùy theo cái loại ngựa, ngựa nào dễ dạy thì dùng cái biện pháp nhẹ, loại nào khó dạy thì dùng cái biện pháp nặng nề hơn. Đối với những cái loại nào mà không thể dùng được nữa thì triệt. Bạch Đức Thế Tôn, vì để cho nó sống đó thì nó sẽ làm hư hỏng
những cái con ngựa khác. Thế thì vị này lấy cái lý do là nếu như để những cái con ngựa mà nó đã hư hỏng như vậy thì nó sẽ vào, nó sẽ phá cả cái đoàn ngựa khác, vì những con ngựa khác sẽ bắt chước nó mà hư hỏng theo luôn. Bạch Đức Thế Tôn, còn ngài thì dạy đệ tử của mình như thế nào? Xin ngài cho con biết. Đức Phật trả lời như thế này: Như Lai cũng làm mà tương tự giống như ông vậy. Với những người nào á mà chỉ cần ngọt ngào thì Như Lai dạy thân làm thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện sẽ được kết quả báo thiện, được tái sanh vào cõi trời hoặc là cõi người. Với những người mà vừa cần biện pháp ngọt ngào, vừa cần biện pháp mạnh thì Như Lai sẽ dạy thân làm thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện sẽ được quả báo thiện, được tái sanh vào cõi trời hoặc cõi người. Nếu mà thân làm ác, lời nói ác, ý nghĩ ác thì sẽ bị quả báo ác, sẽ bị tái sanh vào các cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có người chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để trị nổi thì Như Lai quở trách. Vậy trong cái trường hợp mà ba cái biện pháp kia đều vô hiệu thì Đức Thế Tôn sẽ làm như thế nào? Thì Như Lai cũng phải làm như ông vậy. Đức Thế Tôn giết họ à? Không, Như Lai từ chối, không chấp nhận họ vào trong giáo đoàn khất sĩ, không chấp nhận họ làm đệ tử, thế thôi. Nhưng những cái trường hợp đó là thật hy hữu và đáng là thương tâm. Thế thì ở nơi đây, đối với lại người tu của chúng ta đó, chúng ta không bao giờ rắc tâm để mà tổn hại bất cứ một chúng sanh nào. Nếu như chúng ta không có cái duyên để mà tiếp độ, để mà hóa độ, để mà chuyển hóa một đối tượng nào đó thì thôi, không hề rắc tâm, không hề móng tâm khởi nên ý niệm ác để mà trù ẻo, để mà tạo cơ hội vùi dập, làm cho người kia phải khổ lụy vì người kia không theo mình. Chúng ta không bao giờ làm tất cả những điều như vậy hết. Tại vì ở trong nhà Phật chủ trương cái pháp nhân duyên. Ở trong đời tất cả mọi thứ phải có nhân, có duyên với nhau. Đôi khi con mình sinh ra mà mình nói nó có nghe đâu. Ấy thế mà người dân nước lã ở đâu đó nó vừa lòng đẹp ý, vậy là nó đem về nó cung phụng, nó chăm lo cả đời, nói nó nghe. Mình nói nó, đẻ nó ra, sinh nó ra, nuôi nó lớn, cơm ăn, áo mặc, tất cả mọi thứ, chăm bẩm từng ly từng tí. Ấy thế mà nói một câu, nó nói lại hai ba câu. Nhưng mà rồi từ ngày nó có cái tình yêu thương đối với người nào đó, vậy là đi về, nó chăm sóc từng ly từng tí cho họ, họ nói nó lại nghe. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy đó, cái khía cạnh của nhân và duyên ở trong đời sống này nó vô cùng là màu nhiệm. Nếu như chúng ta ở trong đời, mình tương tác trong cuộc sống này, mình không có duyên với ai á, thì xin thưa là chúng ta cứ việc step back thôi. Chỉ có quay mặt đi chỗ khác, chỉ có đứng lui ra một bên, vậy là đủ rồi. Để cho họ tự sinh, tự diệt lấy. Mà ở trong nhà Phật gọi với cái từ gọi là thảo phú địa đó, lấy cỏ che đất, hoặc là để cho tất cả người ta muốn làm cái gì thì làm, họ sinh sống, họ tự sinh, họ tự diệt với cái yếu tố trọn vẹn của tự thân họ. Tại vì chúng ta đã bất khả đối với những cái đối tượng này, bao nhiêu sự cố gắng mà mình đã đem hết ra để mà cố gắng thực hiện giúp cho họ được tốt, nhưng mà đều vô dụng đối với lại đối tượng đó cả, thì gọi là không có nhân duyên. Và khi đã như vậy rồi thì chúng ta không có rắc tâm, mà càng phải thương họ hơn. Thương họ là bởi vì họ không có chịu đi về cái con đường của tốt đẹp, mà họ cứ đi vào trong cái chỗ khổ lụy, để rồi đời này khổ lụy, đời khác khổ lụy. Thương cái sự mê muội đó mà chúng ta không có đem cái tâm giận hờn, cái tâm ganh ghét, cái tâm đố kỵ, hoặc là cái tâm gieo rắc cái khổ đau cho cái đối tượng kia nữa, vì họ đã là một đối tượng mang nhiều sự khổ đau rồi. Cho nên là ở trong nhà Phật á, chúng ta là đệ tử Phật á, chúng ta không có trù ẻo ai nghe,
không có thề thốt, không có mưu tâm, rắc tâm để mà giết hại hoặc là tổn hại bất cứ một người nào hết. Cái đây là cái điều mà rất là quan trọng để chúng ta không có nuôi giữ cái hận thù ở trong lòng của chúng ta. Thật sự trong cuộc sống này chúng sanh mê muội vô cùng khi mà người ta cứ giữ lấy cái hận thù. Hận thù, diệt hận thù, đời nay không thể được. Từ bi diệt hận thù mới là định luật ngàn thu. Chúng ta đem cái hận thù mà gieo rắc cho hận thù thì từ xưa tới nay không bao giờ có được. Chỉ có từ bi mới xóa dịu được cái hận thù ở trong đời sống này. Chúng ta cứ hãy nghĩ đơn giản, mình có mong muốn hay không mong muốn, kể cả những người mình thương đó các vị nè, những người mình thương mà khi họ đã hết nhân duyên ở trong cuộc sống này rồi á, thì mình có mong muốn cho họ sống thêm á, với mình á, họ cũng không sống thêm được nữa. Vậy thì chúng ta đâu cần phải giết chóc ai ở trong cuộc đời này. Họ chỉ có thể tồn tại với thân phận của họ rồi cho đến một lúc họ cũng sẽ chết thôi. Đó là cái định luật hết sức là tất nhiên. Chỉ cần chúng ta quay mặt nhìn đi một chỗ khác là hình bóng của họ đã không còn ở lại trong lòng của chúng ta nữa rồi. Nói như vậy để chúng tôi muốn nhắn gửi với quý vị rằng trong tất cả chúng ta đây á, là phàm phu, cái tâm mà nuôi giữ cái sự giận hờn người này, ghét ghen người khác, từ đứa con của mình hay là từ một cái người nào đó trong thân quyến của mình, chúng ta ghét cay ghét đắng họ, thật sự cái đó đó nó tổn hại ghê lắm. Chúng ta không có cần phải nuôi giữ và gìn giữ rắc cái tâm của mình như vậy. Thật ra họ là những người đáng thương, họ bị sự chi phối bởi những cái tham, cái danh, cái quyền, cái thế, đủ thứ chuyện, để rồi trong một lúc nào đó của họ, họ khinh, họ chê, họ bài, họ bác mình, họ tạo nên những cái sự trái ý nghịch lòng. Rồi bây giờ chúng ta vin vào trong cái sự trái ý nghịch lòng đó mà đem ra cái rắc cái tâm là thù là ghét. Cho nên không có cách nào khác hơn để mà có thể thanh thản bằng cách là xóa bỏ cái hận thù đó. Và chúng ta đừng có mong muốn là người đó sẽ gặt hái những kết quả khổ đau. Cái điều này nó rất là tổn hại, nó làm cho mình rất là dã man ở trong những cái sự suy nghĩ của chúng ta. Cho nên nói như vậy để tất cả chúng ta khi mà tu tập chuyển hóa cái ý nghĩ của mình, đừng có nghĩ xấu cho ai và đừng có xây dựng cho mình có một ý niệm ác là mong muốn cho người khác phải trở ngại trong cuộc sống. Thậm chí là chúng ta mong họ tốt mà đôi khi tốt cũng không được, là tại vì nhân duyên họ gieo mà. Ngay cả bản thân của chúng ta đây, những cái người mà chúng ta thương đó, tới lúc mà họ đã hết cái nghiệp duyên của họ ở nơi cái cuộc đời này rồi, chúng ta có cầu khẩn đi nữa, người đó cũng không có thể thêm một chút thời gian nào đâu. Chúng ta học thêm. Vị trời Rohitasa hỏi cách để mà ra khỏi cái thế gian sinh tử này. Và một lúc nọ khi trời gần sáng thì vị trời Rohitasa với thân thể chiếu sáng linh hoạt đến tinh xá kỳ hoàng đảnh lễ Đức Phật. Bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có cái cõi nào mà nó không sinh, không già, không bệnh, không chết hay không? Có một cõi nào mà muôn loài đều không có chịu cái luật sinh diệt hay không? Ta có thể di chuyển bằng cách nào để mà ra khỏi cái thế giới sinh diệt này, để mà đi tới cái thế giới mà nó không sinh không diệt kia hay là không? Có bao giờ quý vị hình dung là chúng ta sẽ tu tập để rồi chúng ta đi về một cái thế giới mà ở nơi đó nó toàn là sung sướng, gọi là cực lạc? Ở cái nơi đó gọi là lạc, tức là cái sự sung sướng. Cực có nghĩa là tột cùng. Chắc có thể là quý vị đang hình dung trong đầu cái cõi cực lạc là cái nơi mà sung sướng tột cùng. Ở nơi đó không có già, không có bệnh, không có chết, không có sinh, không có lão, không có bệnh, không có tử đó. Thế thì ở nơi đây chúng ta nghe Đức Thế Tôn trả lời cho cái vị trời này.
chúng ta mong muốn là mình làm vị tiên trên trời đúng không? Nhưng mà cái vị tiên này ổng ở trên trời rồi đó, ổng là một vị tiên, ổng đi xuống ổng hỏi Đức Thế Tôn, chứng tỏ là tiên ở trên trời cũng bị sinh già bệnh chết, vẫn héo úa khổ sầu như tất cả chúng ta ở dưới trần gian này. Cho nên dẫu cho các vị có làm tiên, có làm vua trời, có làm hoàng hậu, công nương, công chúa gì ở trên trời, thái tử gì đó ở trên trời, thì cũng đều khổ đau hết các vị nha. Cho nên là dẫu cho chúng ta có được biến hóa, có thần thông bay nhảy đi vào trong nước như đi vào trên đất vân vân, thì tất cả mọi cái chuyện đó đều là không thoát ra khỏi cái sinh già bệnh chết. Chúng ta có nhiều tiền như là tỷ phú này tỷ phú kia, chúng ta có máy bay riêng, chúng ta có du thuyền, chúng ta ăn sơn hào hải vị, nằm ngủ chơi bời ở trong những khách sạn 5 sao vân vân, thọ hưởng dục lạc của cõi trần gian này hay dục lạc của cõi chư thiên, thì cũng đều bị cái khổ đau của sanh già bệnh chết chi phối. Vậy ở nơi đâu vị trời này xuống bạch hỏi Đức Thế Tôn như vậy đó, có cái chỗ nào mà chúng ta có thể di chuyển về đó để rồi chúng ta không phải bị cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết nó chi phối hay không? Nếu mà làm tiên mà còn không biết chỗ nào nữa mà còn phải xuống đây hỏi sao? Chúng ta thấy lạ không? Nhưng mà rõ ràng á, với cái tri kiến của Đức Thế Tôn được gọi là Thiên Nhân Sư, tức là thầy của trời và người. Đối với lại những vị tiên thì Đức Thế Tôn vẫn là thầy của những vị đó. Cho nên khi mà chúng ta đã tin tưởng và quy y với lại Đức Phật rồi, trở về làm đệ tử của Đức Thế Tôn rồi á, là chúng ta rất là tự hào, mình không còn ai cao hơn nữa để chúng ta phải sùng phụng, để lễ bái, để mà cầu khẩn đâu nha. Mình chỉ cần đến để mà thực tập với Đức Thế Tôn là đầy đủ rồi đó. Đức Thế Tôn dạy như thế này: Này Rohitassa, không thể nào ra khỏi cái thế giới sinh diệt này bằng cách là di chuyển hết trơn á. Ta có thể đi nhanh hơn tia chớp cũng vậy thôi à. Thế thì rõ ràng không thể đi tới, không thể dùng cái phương tiện đi ra khỏi cái thế giới này để tìm một cái thế giới khác, mà ở cái thế giới khác đó nó vắng mặt đi của cái sinh già bệnh chết. Không có nha, không có cái phương tiện gọi là di chuyển. Không có cái chỗ để mà chúng ta di chuyển cái này đi tới đó để mà chúng ta thụ hưởng mà qua khỏi cái sanh già bệnh chết. Kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài dạy rất là chí lý. Quả thật là ta không thể di chuyển ra khỏi cái biên giới của thế giới sinh diệt, tức là không thể ra khỏi cái thế giới của sinh diệt này đâu, bằng cách di chuyển, dù là bằng cái tốc độ nào đi nữa. Đi nhanh như là một tia chớp, đi nhanh như là một cái tên bắn, hay đi nhanh như là một cái nháy mắt, hay là vận tốc ánh sáng, đi nhanh như vậy đó cũng không có thể nào. Con nhớ ở trong một cái kiếp, con đã từng có thần thông, con có thể bay trong hư không nhanh như là một mũi tên. Con chỉ cần phóng mình đi trong nháy mắt là con có thể từ bờ biển phía đông sang tới bờ biển phía tây. Con đã nhất quyết vượt cái biên giới của thế giới sinh già bệnh chết này để đi sang một cái thế giới khác. Con đã bay suốt cả ngày, suốt ngày này sang ngày khác, không hề dừng lại để ăn uống hoặc là nghỉ ngơi. Con đã bay đi trên 100 năm với tốc độ ấy, con cũng chưa thấy biên giới ở đâu hết. Rốt cuộc con đã chết ở dọc đường. Thế Tôn nói thật đúng, chúng ta không thể nào vượt được cái biên giới của cái cõi sinh tử bằng cách là di chuyển, dù là di chuyển với tốc độ của ánh sáng. Các vị nghe rõ ha? Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy đó, chúng ta không thể trốn được nha. Chúng ta không thể trốn được sinh già bệnh chết. Dẫu là một ngày nào đó chúng ta phóng phi thuyền lên sao Hỏa, lên cung Trăng,
lên những cái vì sao khác có cái môi trường sống, hoặc là tạo môi trường sống giống như ở trái đất này, và chúng ta lên trên đó chúng ta sống để rời xa cái thế giới loài người ganh ăn ghét ở này đây, chúng ta tránh xa cái thế giới loài người này, lên trên đó chúng ta sống, thì cũng không thể ra khỏi được cái quỹ đạo của sinh già bệnh chết, dẫu là chúng ta rời bỏ thế giới này đến một thế giới khác. Cho nên chúng ta đừng có tốn tiền vô ích ha, đừng có ướp xác chi mắc công ha, đừng có để nhiều tiền của mình để rồi mướn, sau khi chết rồi chúng ta ướp xác tốn cả vài ngàn, vài chục ngàn, vài chục triệu đô để mà sau này vài trăm năm sau á, người ta lấy cái xác mình ra, người ta quét cấp mình trở lại, người ta làm cho mình sống trở lại, vô ích, không có cách nào khác hơn hết. Đức Phật nói như thế này: Này Rosita, Như Lai không nói rằng ông không thể vượt ra khỏi cái cõi sinh tử này. Có nghĩa là Đức Như Lai có cách để vượt ra khỏi sinh tử này, nhưng cách đó không phải là cái cách dịch chuyển, di chuyển cái thân này. Nếu ông muốn, Như Lai sẽ chỉ cho ông cách vượt ra khỏi cái thế giới sanh tử này. Này Rohitasa, chính từ nơi cái thân tâm của ông mà cái thế giới sinh tử này được sinh khởi, thì cũng chính nơi cái thân tâm của ông mà có thể tìm được sự chấm dứt của thế giới sinh tử. Thế thì Đức Phật lập luận rất là có lý ở nơi đây. Ông có sinh có tử, sinh lão bệnh tử từ nơi cái thân này, vậy thì cũng từ nơi đây ông hãy chấm dứt cái sự sinh tử đó. Quả thật là một lập luận có lý chứ. Sinh ra từ đây thì bây giờ cái nguồn gốc nó ông phải chấm dứt, thì cũng phải chấm dứt từ nơi thế này. Và Ngài nói như thế này: Ông hãy quán chiếu ở trong thân tâm của ông, hãy quán chiếu cái thế giới sinh diệt ngay nơi ở trong thân tâm của ông, quán chiếu về sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đây chính là ngũ uẩn. Ngũ uẩn hay là ngũ ấm, chúng ta học yếu tố này rất nhiều. Nơi ông có thể thực chứng được vạn pháp của vũ trụ. Đến khi ông quán chiếu thành công, ông sẽ thấy thế giới sinh diệt này tan biến, hay là biến mất. Thế giới bất sinh bất diệt nó sẽ hiển lộ ở nơi đó. Chừng đó ông sẽ giải thoát ra khỏi mọi cái sự đau khổ trong cái thế giới sinh diệt, và sẽ được hoàn toàn thông dong tự tại an lành trong thế giới chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh. Như vậy đó thì ông không cần, chúng ta không cần phải di chuyển đến một cái thế giới nào, để rồi ở nơi đó chúng ta mới cần cầu tới một cái là bất sinh bất diệt. Ở một cái chỗ đó nó không già, không bệnh, không chết, sinh lão bệnh tử không cần phải di chuyển, mà ở nơi đây trong thân phận này, bây giờ mình có di chuyển đi tới chỗ kia đi nữa thì cũng đem cái thân phận này tới chỗ kia. Vậy thì ở nơi đây, ở trong thân phận này, chúng ta cũng có thể làm như thế nào đó mà ở ngay nơi đây, bây giờ đây, trong thân phận này đây, không cần phải di chuyển đi đâu hết, chúng ta vẫn có thể làm cho nó không sinh, không lão, không bệnh, không tử. Mà cái gì sinh, cái gì lão, cái gì bệnh, cái gì tử, đó chính là ngũ uẩn, năm cái yếu tố tác tạo nên hình hài của mình đây, tức là sắc. Cảm thọ của mình đây, tức là thọ. Tư tưởng của mình đây, đó là tưởng. Những cái hành động của mình đây, đó là hành. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức, những cái sự nhận thức, phán đoán của chúng ta trong cuộc sống. Thì bằng cái sự thực tập quán chiếu, chúng ta có thể làm cho những cái mẫu mã, cái kiểu cách, cái bóng dáng tư tưởng, nhận thức của chúng ta trong cái cuộc sống này nó trở nên tốt, trở nên không tốt, trở nên đắm nhiễm, trở nên không đắm nhiễm. Và từ nơi đó chúng ta sẽ chặn đứng lại tất cả những cái sự khổ đau ở nơi cái cuộc đời này, và có được sự an lạc hạnh phúc tại đây bây giờ.
An lạc hạnh phúc đó chính là cái chân lạc ngã tịnh đó. Này Rohitassa, để vượt khỏi cái thế giới sanh diệt khổ đau, ông không cần phải di chuyển đi đâu hết đó. Ông chỉ cần ngồi im lặng. Chúng ta thấy mâu thuẫn ha. Thật sự là không cần phải di chuyển đi đâu, mà ở đây thôi, mà chỉ cần đừng có vọng động, chỉ cần ngồi yên nữa kia, không làm gì hết trơn á, chỉ cần ngồi yên. Cái này mới là cái khó đó. Chúng ta thường đi tìm kiếm và thường cố gắng đi tìm kiếm, nhưng mà thật ra càng tìm kiếm là càng xa, càng móng khởi là càng đi xa. Chỉ cần trở lại, chỉ cần ngồi yên, chỉ cần để tâm của mình nguội lạnh, chánh niệm tỉnh giác, tập trung, đừng có đi ra nữa, thì lúc bấy giờ đây tất cả mọi thứ nó sẽ vắng lặng. Tại vì tham dục, sân hận, si mê là tất cả đều là vọng động mà nó sinh ra. Còn một khi mà nó đã vắng lặng, cái ý niệm về tất cả những cái đối tượng như vậy, những sự cảm thọ như vậy, những tư tưởng như vậy, những cái hành động như vậy, khi nó đã nguội lạnh rồi thì còn cái gì nữa để nó có thể tác tạo các vị? Cho nên chúng ta tụng kinh sám hối là tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm được tỉnh rồi thì tội liền tiêu. Khi mà vọng động thì tạo ra tất cả mọi cái sự hệ lụy. Nhưng mà khi đã không vọng động rồi thì kẻ thù nó có đứng ở trước mặt, chúng ta vẫn không thấy đó là kẻ thù. Nói về thấy chưa? Cho nên ở nơi đây tất cả mọi cái ranh giới giữa cái địa ngục hay là giữa cái thiên đàng, hai cái ranh giới này đều là phân biệt hệ lụy của tâm mà thôi. Bồ Tát Địa Tạng lấy cái cõi địa ngục coi như là cái cõi của mình á. Địa ngục vị không thì thề bất thành Phật mà. Ngài ở trong địa ngục chứ Ngài không có ở trên cái chỗ thiên đường nào mà toàn là cõi tốt đẹp thơm tho. Những chúng sanh khổ lụy là nơi mà Ngài tới. Cho nên đau khổ nhất, chiến tranh, động đất, bệnh dịch, những cái nơi mà khổ lụy nhất, cái nơi trần gian này, con người đau đớn khổ sở, chết chóc, là ở nơi đó có Ngài ở đó. Ngài nguyện rằng chừng nào mà ở những cái chỗ mà khổ đau kia không còn kia. Cho nên những cái chỗ u đồ, tối tăm, cực nhọc, vất vả, toàn là máu, nước mắt của chúng sanh, ở nơi đó càng nhiều bao nhiêu thì đó là cái nơi mà Ngài tới, nơi mà Ngài hành hoạt, nơi mà Ngài ở, nơi mà Ngài gánh vác, chịu đựng, giúp cho chúng sanh. Thì chúng ta thấy cái tâm cỡ nào. Còn chúng ta là phát tâm chạy trốn, cầu cho con được bình an, cầu cho con được cát tường, cầu cho con được sống ở chỗ tốt đẹp, cầu cho con được gặp những người con thương con yêu, cầu cho con có tiền, có bạc, có sức khỏe. Các vị thấy không? Cái gì chúng ta cũng cầu cho con hết trơn á. Và chúng ta cầu cho mình cái gì cũng đẹp hết, cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà rồi chúng ta tốt rồi, chúng ta đẹp rồi, rồi sao nữa? Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy cái tâm của Phật, cái tâm của Bồ Tát và cái tâm của chúng sanh chúng ta đây á, nó khác nhau một trời một vực á. Mình có đòi hỏi cho mình nhiều lắm, nhưng mà sau rồi sao? Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy đó, nội cái yếu tố của sự phân biệt, chia chẻ và nghĩ tưởng mà sinh ra tất cả mọi thứ. Ông chỉ cần ngồi yên lặng, nhìn sâu vào ở trong tự tánh của thân tâm ông để chứng nghiệm và sống với cái thực thể bất sanh bất diệt của vạn vật. Cái thực thể đó nó không có hình tướng nên khó có nhận ra, nhưng mà nó ở khắp mọi nơi, nó không cần phải đi tìm kiếm và ở nơi đâu cả. Cho nên cái này đây chúng ta có thể nói đó là vô trụ xứ Niết Bàn đó quý vị nè.
Niết bàn nó không có chỗ, không có phải tới chỗ nào đó mới có, mà ở đây không có. Nếu mà ở đây không có thì Đức Thế Tôn không thể thành đạo ở đây. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã thành đạo ở đây có nghĩa là ở đây nó có. Ở đây có cõi Niết Bàn, ở cái cõi mà chúng ta đang sống đây, ở cái trái địa cầu này đây, nó có. Và Đức Thế Tôn không thành đạo ở một cái cõi mà ở một cái thân mà không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà Ngài thành Phật ở trong cái thân con người có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thọ, tưởng, hành, thức như chúng ta bây giờ. Như vậy đó thì ở trong thân này, ở trong cái phận này, ở trong cái hình hài năm uẩn này, tương tác với kẻ nọ người kia, sống trên trái địa cầu này, Ngài thành, Ngài tìm được Niết Bàn, chân như tịch tỉnh vắng lặng ở trong cái thế giới này. Vậy thì chúng ta đi tìm ở đâu? Còn chỗ nào để chúng ta đi tìm ngoài chỗ này, ở đây, trong thân phận này nữa các vị? Vị trời Rosihatasa sụp xuống đảnh lễ dưới chân của Phật, vui mừng, cảm động mà nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con như là người lạc ở trong rừng sâu, vừa được chỉ cái lối ra, như là người đang mò mẫm ở trong nhà tối vừa được ngọn đèn sáng. Con như là người mù tìm kiếm được ánh sáng. Dù trải qua bao nhiêu kiếp như thế cũng không thể tìm thấy được. Hôm nay con may mắn được Đức Từ Bi chữa cái bệnh mù cho con, con mới thấy được cái ánh sáng lúc nào cũng ở ngay trước con mắt, không cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa. Con xin Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận con làm đệ tử. Một vị trời đi về và đảnh lễ để hỏi Đức Thế Tôn như vậy, để thấy được rằng cái cõi của chúng ta đang sống đây, ở trong thân phận mà chúng ta đang có đây, là cái nơi mà rất là tuyệt vời để cho tự thân của chúng ta tu tập và chuyển hóa. Không thể di chuyển đến chỗ nào, không thể tìm kiếm ở nơi đâu. Chúng ta đã di chuyển rất là nhiều chỗ rồi. Thật ra là từ cái lúc mà cha mẹ sinh ra cho tới giờ, mình đã ở nhiều căn nhà rồi, ở nhiều thôn làng rồi, ở nhiều quê hương rồi, ở nhiều xứ sở rồi, tương tác hết với người này, tương tác tới người kia, nhưng trái ý nghịch lòng thì bao giờ nó cũng xuất hiện hết. Thở nhỏ ở Việt Nam, sống trong làng quê yên bình thanh thản như thế đó, phải không? Gì đó, nhà thì có đất rộng mênh mông, giữa cái ranh giới giữa nhà này với nhà kia chỉ là một cái bờ dậu ước lệ thôi, chỉ cần trồng vài cái cây gì đó để mà gọi là cái bờ rào thôi, nhưng đi qua đi lại rất là thoải mái. Đôi khi nhà không có cái cửa để đóng nữa, đi vô nhà từ trước ra sau nó tuồn luột như vậy đó. Nhưng mà rồi có trái ý nghịch lòng không? Rồi sau đó chúng ta di chuyển, thời gian, nhân duyên đưa đẩy, hết chỗ nọ tới chỗ kia, lần hồi về tới lại cái bổn quốc này. Khóa trước khóa sau, ở trong phòng cũng khóa luôn, cổng ngoài khóa, cổng trong khóa, vào phòng khóa luôn. Bao nhiêu lớp khóa như vậy, nhưng mà mình yên chưa? Yên phận chưa các vị? Dạ vẫn chưa. Có một thời một vị tướng quân đi tu, trong đêm hôm đó ông ta thốt lên: ôi sướng quá, ôi màu nhiệm quá, ôi tuyệt vời quá. Vậy là sáng hôm sau các vị khất sĩ bạn đạo tới nói với Đức Thế Tôn là: cái vị này còn nhớ đời sống của thế tục, cho nên nửa đêm mà thốt lên sướng quá như vậy. Đức Thế Tôn kêu cái vị này tới hỏi tại sao mà ông la là sướng quá trong nửa đêm như thế. Vị tu sĩ này mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, ngày trước con là một tướng quân, thống lãnh cả bao nhiêu là ngàn binh mã, dưới con là bao nhiêu người bảo vệ,
lớp ngoài, lớp trong, nhưng con chưa bao giờ cảm thấy mình có được cái sự an bình, tự tại, thảnh thơi như bây giờ. Bây giờ đây một mình con ở dưới gốc cây, không có ai bảo vệ, sống giữa núi rừng, không có lớp trong, lớp ngoài gì bảo vệ hết. Nhưng con thấy lòng thanh thản, thấy tâm nhẹ nhàng, mà không có lo lắng bất cứ một cái điều gì hết. Cho nên con sung sướng là bởi vì con được cái cảm giác đó. Thế thì ngày hôm nay chúng ta thấy đó, bao nhiêu cái sự muộn phiền của tâm, nếu như chúng ta cởi mở nó ra hết thì mình sẽ vượt thoát. Nhưng nếu chúng ta đóng kín nó lại, hạn cuộc nó lại, thì chúng ta sẽ bị nó giam giữ ở trong thân phận này, với sanh, với già, với bệnh, với chết đó, mà không thể thoát ra đâu được, không chạy đi đâu trốn được. Khi cho tới cái lúc mà mình đã phải trả lại cái thân ngũ uẩn này rồi á, thì có chạy trời cũng không khỏi nắng, có lên hư không, có xuống dưới biển, có vào trong núi, có chui trong đất, thì chết nó vẫn đến như thường. Cho nên muốn tới cái chỗ bất sinh bất diệt đó, thì ở nơi đây chúng ta cần phải tu tập và quan sát cái ngũ uẩn của mình, để thấy được cái tánh không ở trong ngũ uẩn đó. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe bài thuyết pháp ngày hôm nay. Cầu chúc quý vị và gia đình luôn an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.